ngày 10 đúng 14 giờ ngày 16 tháng 11 là có mặt tại đội an ninh công an huyện Xuyên Mộc để làm việc, làm rõ cái việc là tuyên truyền thông tin trên mạng xã hội không đúng cái bản chất vấn đề, không đúng cái quy định của pháp luật như thế. Thì em nói xong chưa? Đúng rồi, nói xong chị có Em đọc lại một lần nữa đi, chị bệnh mà. bệnh gì chứ? Chị bệnh, thành thử là cái đầu chị nó hơi loãng. Giờ em Bây đọc giờ lại một chị cũng lần. nhận nhưng mời Không, nhưng bây giờ chị em cứ đọc lại một lần nữa à, đi. lại cho chị trình bày đây bây giờ nhé. Đây là tôi đọc Ừ. lại nhé. Đây chúng tôi mời này, là 14 giờ chiều ngày nay này, ngày nay là Công ngày an 16 ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 16 tới mời, rồi em cứ đọc đi. đấy, tháng 11 năm 2018 có mặt tại đội an ninh để làm rõ các cái nội dung liên quan đến là tuyên truyền thông tin trên mạng xã hội không đúng với sự thật, trái quy định của pháp luật cũng như là đường lối chủ trương của tỉnh, ủy ban tỉnh. Đấy thì chị được quyền nhận giấy mời ký nhận, còn ý kiến thì chị cứ trình bày với chúng tôi nha. Ừ, bây giờ chị nói cho em nghe nè nha. Rồi chị nói. Tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam phải không? Phải đúng không? Không đúng sự thật phải không? Phải, em trả lời đi rồi chị nói cho. Phải vậy không? Bây giờ tôi nói với chị này, Bây tại giờ giờ để cho chị nói. thì chị đang hỏi em nói với chị. À, có Bây giờ phải tôi là nói với như chị có này, phải là như vậy không? Em trả lời đúng hay không đi. tuyên truyền thông tin không đúng sự thật, không đúng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, còn nó chống phá tôi chưa nói. À rồi Đấy, rồi, chị trình bày. tuyên truyền không đúng gì vậy? Đúng rồi. Phải không? Em nói là tuyên truyền không đúng sự thật của Đảng và nhà nước. Đúng. Như vậy thì á, chị muốn hỏi em đây nè, Đảng và nhà nước có làm đúng với cái quy trình mà cái việc khiếu nại tố cáo chưa? Chị Đúng nói như chưa? chị nói như thế thì căn cứ vào đâu? Điều mấy luật khiếu nại tố cáo? Để tôi nói cho chị em biết cái điều mấy của luật thư cáo á, Đúng rồi. thì trong cái khoảng điều ha là năm 1900 10 để chị nói hết cho Nhưng mà nghe. thôi chị cứ đọc đi, luật khiếu nại tố cáo 2014. Rồi, Điều khiếu nào nại khoảng thư cáo để tôi nói cho 6? nghe. Điều nào khoảng nào thì có trong đó các em đều biết hết rồi. Chị nói Chị đi sai. đúng đúng quy trình. Tôi nói chị nói Đây, để tôi sai. nói cho nghe, chị đi đúng quy trình của Đảng và nhà nước nha. Trong khi đó Đảng và nhà nước đang kêu gọi toàn dân cùng với Đảng để chống tham nhũng, phải vậy không? Nhưng chị là những người mất đất, chị là dân kinh tế, em có nên nhớ như vậy nha. Chị đi sống trên cái mảnh đất này là đúng mấy? Năm 1900 mấy? Mấy 76, đúng không? chị vào đây sống với ai? Hả? Bảy sáu đã Ủa, tôi sống có với gia đình tôi, bảy chứ sáu sống đã với ai? dân vào hồi này bảy sáu đã có cái sạp Khoan, chưa? để nói cho hết. Chưa nói hết. Đó. Các em phải để cho chị nói cho hết. Khi mà di dời dân qua là tuyến đường 328, đúng không? 28 chị qua 328 chị hỏi. Khoan, để chị nói cho hết. Chưa nói sao em vậy? Em lịch trực vậy? Để cho chị anh chị nói hết Em cái không vấn biết đề cái gì thì chị em nói. im cái miệng em lại đi. Để chị nói, em là một con cán bộ thì em phải ngồi im để chị nói. Bây giờ tôi nói với chị nghe này. Không có nói gì để, nếu em muốn hỏi là cái vụ chị tuyên truyền không đúng sự thật thì bây giờ em phải im lặng. Rồi, chúng tôi trên đây chỉ là mục đích là gửi giấy mời. Gửi giấy mời về cái vấn đề tuyên Đấy, truyền, còn phải trình không? bày này, còn trình bày thì chị ra cơ quan chức năng chị trình Tôi bày. không cần Đấy, ra cơ quan trình chức bày năng chị nào hết. nói. Mà tôi muốn nói chuyện trực tiếp với chú đó có được không? Rồi thì chị Rồi cứ thì nói. chú phải im lặng để cho tôi nói. Rồi tôi im lặng cho chú nói. Rồi thì chị nói đi. Chú là một con công an mà kỳ Rồi vậy. chị nói trước đi. Chị cứ nói tiếp đi. Tôi là dân kinh tế mới ha. Rồi. Tôi đi kinh tế mới năm 1976 Rồi. tại ở ở tuyến đường 328 Rồi. là Hòa Bình. Khi gia đình tôi lên á khai hoang ở khu vực là Hòa Bình, ở nằm ở khu vực là hạ qua nông trường Hòa Bình. Nhưng mà khi mà cướp đất của gia đình chúng tôi, cưỡng chế gia đình của chúng tôi năm 1976 ha, thì lúc đó tôi đi lấy chồng năm 1975 85. Thì khi di dời qua đây á, có phải vậy không? Khi di dời qua đây thì đã gia đình của tôi và tôi đã có vào phát đất trong cái khu vực ở trong khu vực Bảo Hung, với lại khu vực, nói chung là khu vực ở trong mé Bông Trang đâu đó. Nhưng mà tới năm 1970 86 đó cho tới năm 1993
có một cơ quan nào, có một nhà nước nào, hay là có một cái tổ chức nào tới là nói là người dân không có quyền phát đất ở đây không? Vì mấy người đã di dời người dân qua đây, mấy người đã gạt người dân từ tuyến đường 328 qua tuyến đường 329, có đúng không? Đúng không? Cho nên tôi tuyên truyền đúng, tôi nói đúng, chứ không phải là tôi nói sai. Cướp đất trên mồ hôi xương máu của người dân. Tôi nói với chị này, chị đấy, chị muốn trình bày cái sự việc đó, chị cứ nhận giấy mời đi. Tôi đang bệnh, tôi không đi đâu hết. Tôi nói, bây giờ tôi khỏe, tôi sẽ đi. Bây giờ tôi đang bệnh. Chị nói như thế. Tôi không có đi đâu hết. Chúng tôi sẵn sàng nghe. Tuy nhiên, không? Chị nói chẳng có cái chứng cứ nào hết. Ủa, tại sao không có chứng cứ? Nè, quyết định kinh tế mới, có cái quyết định di dân kinh tế mới không? Ý trời, đi qua bên đó điều tra. Có giấy tờ. Em có giấy tờ cái thời đó hả, đưa đi có được không? Tôi nói với chị. Nè, tôi nói cho anh biết nha. Anh đừng có bao giờ chở giọng hả, chở cái giọng hả mà cái như vậy với người ta. Ủa? Người dân người ta sống ở đó bao nhiêu chục năm. Tôi dân ở đây này. Tôi cũng là cái dân mà đi phá rừng ở đây đây này. Chứ tôi không là gì chị đâu. Ê, tôi nói cho biết nha. Cái thái độ cũng một ngành công an không ai mà nói chuyện với dân cái thái độ đó nha. Tôi là không có thái độ mà hả, mà chỉ nhỏ mà nói cái thái độ đó nha. Ủa, chị dân chị công an vào mặt. Có quyền đi mà tôi mày là đi tớ của nhân dân. À, cho thì anh trình bày hết cái chị trình bày đi. Cái chị được làm mà, đúng không? Chị đi còn cái chuyện. Tôi đem cơm của dân. Chị nhận tiền rồi. Tôi mặc áo của dân. À đấy hả? Thế ha, đồng tiền của dân đóng thuế cho tụi bay. Tụi bay không có thái độ mà nói chuyện càng nghinh cái mặt cái đó được. Rồi, dạ này. Chị tiếp. Một tháng chị đóng được bao nhiêu thuế? Hả? Tiền thuế. Ê, tao mua cái băng vệ sinh cũng là thuế của tao nha. À vậy. Ê, tao mua cái băng vệ sinh cũng thuế của tao nha. Tao đổ xăng cũng là thuế của tao nha. Rồi, ra nước ngoài nó không có thuế đâu nha. Ha. Nè. Mày đừng có nói chuyện với tao cái thái độ đó nha. Mày nói chuyện với tao cho đàng hoàng. Chứ mày nói chuyện với tao có thái độ, tao mời mày ra khỏi nhà. Thôi để tôi tống đạt cho chị thôi nha. Còn chị không nhận là việc của chị. Thôi để chị ra là bây giờ cái việc mà mày nói chuyện với tao mà đó, mọi người thấy không? Công an mà nói chuyện với cái mặt ginh vậy. Bây giờ em có công nhận với ông Thịnh? Em có công nhận không? Chị nói chuyện với nó, chị đang bụng nha. Nha. Bây giờ để tôi nói nha. Bây giờ cái việc chị trình bày thì chị cứ trình bày. Còn cái việc nhận giấy mời hay không là cái đó là đúng. Việc của chị mà chị có chấp hành hay không đó là tôi chỉ không một cái việc của giấy mời đây, tôi mời không phải nghe những việc này của chị. Ê, từ vì em nói là nói không đúng sự thật nha. Mắc nói đúng chị nhận hay không là việc của chị. Trong em đọc ra là nói là chị chứ hả, lên trên mạng Facebook nói không đúng sự thật. Chị cứ nhận giấy mời gì đây, chị trình bày hồi đây rồi. Thì bởi vậy chị mới nói cho em biết là cái đúng sự thật không đúng sự thật. Còn tôi chỉ có làm một mà cái thái độ của em nói chuyện gì kỳ vậy. Chị chửi trên đầu người ta được. Ê, tao chưa chửi mày nha, tao nói cho mày biết nha. Tao chưa chửi mày nha, cái thái độ mày nói chuyện nghinh tao mới nói nha, tao chưa chửi mày nha. Tao kêu mày bằng chú đàng hoàng nha. Tôi nói với chị này, chị có quay lại đấy. Đây, đang trực tiếp. Tao đang trực tiếp đây. Ok. Nè, tao đang trực tiếp nè. Cái thái độ mày nghe, nghinh nè. Tôi gửi giấy mời cho chị có nhận giấy mời hay không thì cho ý kiến đấy thôi. Còn bây giờ em tên gì, em nói chị nghe coi. Tên gì và chức vụ gì? Tôi nói với chị này, nha. Chị có nhận hay không thì chị cứ trình bày. Bây giờ chị hỏi em vô nhà chị em tên gì, chức vụ gì, em nói chưa? Tôi có bảng tên, tôi có cấp hàm. Tôi không chị biết nè. Chị hoàn toàn không biết em là ai hết. Bây giờ em vào thôi. Chị không biết tôi là ai, nhưng tôi có bảng tên, tôi có cấp hàm. Chị phải tự mà biết. Cấp hàm á, mang da áo của đảng mà là một ngành công an mà nói chuyện với lại người phụ nữ mà chỉ nhỏ và với cái mặt nghinh vậy đó hả? Thì em nhìn coi cái mặt của em nói có lịch sự không? Để mà ôn hòa như là chú Thuận Phan, ôn hòa như là một cái chú Thuận này nói không? Hả? Em nghĩ không? Đầu tiên vô chị vẫn kêu em bằng chú nha. Nhưng mà cái thái độ của em nói chuyện càng nghinh vậy nè. Em thấy cái thái độ em nói càng nghinh như vậy hả? Có đúng là một ngành công an mà nhân dân mà đối với người dân không? Bây giờ tôi nói với chị này. Hả? Bây giờ tôi nói với chị này nha. Tôi có một việc thôi. Đi gửi cái giấy mời này cho chị. Còn chị có nhận hay không là việc của chị, tôi giải thích lại cho chị luôn ha. À, như vậy thì mắc gì em phải nói là em là dân tới mới. À, em là dân phát rẫy ở đây mà. À, tôi không lạ gì chị. Thì đúng rồi. Hả? Không lạ là với chị là như thế nào? À, nếu mà em có bổn phận mời một cái giấy mời này
thì không mắc gì mà em phải phải dùng cái thái độ mà em nói nè. Tôi nói cho chị biết nha, chị là tôi ở đây tôi phá rẫy bao nhiêu năm, chị là người như thế nào? Ủa mắc gì em phải cái thái độ em nghinh nghinh vậy chứ vậy? Dù anh ơi, tôi nói với chị này. Phải không? Bây giờ em Thịnh, bây giờ em có công nhận em là một công an nên tỉnh rồi, là. Rồi, như thế này. Đúng không? Tôi nói đơn giản này ngắn gọn này nha. Này hôm nay anh này anh vào chúng tôi đều gửi với mời đây thôi. Còn cái việc mà chị cho làm như thế nào đấy, chị có ý kiến. Còn ra đấy chị trình bày với người ta mà tôi có chức năng làm việc vào chỗ này. Có thể chị trình bày đấy cũng được, người này nghe. Bên này nghe vẫn nghe nhưng mà không có biên bản làm việc, hôm nay chỉ là có đưa cái giấy mời. Giấy mời này chị có nhận hay không? Còn cái việc nếu mà chị ra ngoài trụ sở ở ngoài không, nếu mà đưa cái giấy mời á nói với cái tính cách cho lịch sự. Thì anh ơi, bây giờ hôm nay là em cho em chỗ là em gọi là xã và đây là ông trưởng ấp trưởng. Thì anh ở thì ông địa phương là có hôm nay ông có đưa cái giấy mời cho chị địa phương người ta làm chứng. Đây nhờ cái đồng chí địa phương này người ta dẫn vào đây, đây là nhà chị đó. Em mời cái giấy mời có cần là em đem cái máy vi phim vô chị không hả? Thì có thể có cái là ví dụ như chị quay. Bây giờ tại sao em không, cái thằng thứ kia nó không quay vào mặt hả, của cái thái độ mà của hả cái chú công an này? Ủa thì chị đang quay tôi đấy. Hả? Lỡ chị nói tôi đánh chị sao thì người ta quay lại sau lưng tôi thôi mà. Tại sao không quay cái thái mặt mà mất lịch sự mà nghinh nghinh mà nói chuyện với dân như vậy? Thôi được rồi, tôi nói cái chuyện. Bây giờ vậy nha, chị quan hàng thôi. Bây giờ hiện tại bây giờ chỗ công an huyện với lại bên xã tụi em á, thì vô chỗ nhà chị, gia đình chị là mời chị á là 14 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2018 á là có mặt tại đội an ninh công an huyện Xuyên Mộc là để làm việc về tuyên truyền thông tin trên mạng xã hội. Và khi đến với mời gặp chỗ đồng chí Ninh, đội trưởng đội an ninh. Dạ. Thì nói cho các em biết nè, một khi mà chị đã dẫn thân đi tranh đấu này á, chị đi đòi lại tài sản, cái nguồn sống của gia đình chị thì chị cũng chả có sợ gì đâu. Công an an ninh á, từng mời chị mà cũng từng đánh chị, cũng đã từng bỏ tù chị rồi. Chứ không phải là không có đâu, phải không? Đối với con Trần Ngọc Anh này á, đừng có đem cái thái độ mà mắc dây vào đây mà nghinh nghinh mà nói chuyện với chị như vậy nha. Chị nói chuyện với em mắc rất là lịch sự, kêu em bằng chú nha, mà em vẻ mặt của em nghinh nghinh vậy nè, em biết em làm như vậy là em mắc dậy lắm không? Em là có nụ cười tươi nhất cơ quan đấy. Ừ, em mắc dậy nhất không? Chứ không phải là như chị nói đâu. Nụ cười tươi mà khi mà đối mặt với người dân mà như vậy đó hả? Đi đó hả? Tôi biết chị, tôi làm rẫy ở đây, tôi biết chị là con người như thế nào, Chị không có muốn nói chuyện với cái hạng người mà mất văn hóa như vậy đâu. Yên tâm đi, chị nói cho em biết vậy nè, chị đi chứ không phải chị không đi, nhưng bây giờ là không phải đi, giờ là chị mệt chị không đi đâu hết. Không phải ngày hôm nay. Đó, khi nào chị khỏe là chị đi. Bé Long mà lấy cái giấy khám bệnh của mẹ mới hôm qua đây. Tụi bay đừng có chọc tao với cái thái độ của chú Thuận nha, rất là lịch sự với em này, rất lịch sự. Nhưng mà cái thái độ của mày á, tao nói cho mày biết á, mà đừng có cái thái độ với tao như vậy. Tôi chưa xin. Tôi rất tôn trọng. Đúng. Nãy giờ tôi chưa. Nhưng mà cái vẻ mặt á, mày nói mày biết tao ở đây, mày phá rừng mày biết tao, mày hỏi tao là dân gì đây. Đó, tao mới khám bệnh đó. Nãy giờ tao không đi. Tôi nói với chị, nãy giờ tôi chưa xin tao mày được chị. Tôi... Nhưng mà tao thấy cái thái độ mày nói chuyện hả là tao không thích. Là việc của chị thôi. Mày nói chuyện với dân mà mày nói cái càng nhìn càng được, tôi biết chị nha. Ở đây bà con người ta thấy hết nè. Nha. Tôi biết chị, con người chị tôi phá rẫy ở đây. Mà chị có ký vào đây không? Không ký. Chị có nhận không? Hả? Cũng không nhận luôn. Khi nào tao khỏe rồi đi. Khi nào tao khỏe tao ra tao đi. Tao ra cho chỗ đó. Đừng có tao mày nó mất lịch sự. Tại vì cái thái độ của em á, em có biết sao? Cái thái độ của em nói chuyện với chị hả? Càng nghinh mà còn chỉ mặt vậy là không chấp nhận được. Chị em thôi, đừng có tao mày nó phản cảm. Mới vô không bao giờ mà hả mà chị nói cái kiểu thái độ đó. Không. Chị hỏi em đàng hoàng, không. Nói như chú Thuận. Chú Thịnh. Chị đâu có nói chú Thịnh là công an an ninh tỉnh đó. Nhất trí, alo, anh nghe. Tôi đừng hỏi anh. Mọi người nha, công an tỉnh đó. Bữa nay đi tới đây là đó, mọi người thấy nè.
bữa nay á, là công an tỉnh đi tới đây để mời một cái giấy mời. Đây, cái giấy mời á, là coi để coi đọc coi, không thấy đường nữa. À, họ mời á, là Ngọc Anh á, tuyên truyền à, kiểu như là không đúng sự thật trên cái Facebook. À, bây giờ họ vô bắt bẻ Ngọc Anh là có giấy đi kinh tế mới hay không. Đây, mọi người thấy đây nè. Bây giờ đang mệt rồi, không muốn nói nhiều nữa. Đó, thấy không? À, chú Sáu hả? Đó, thấy không? Chị có nhận chứng mời này không? Chị không nhận. Cứ đợi đó đi. Hả? Nhận đó, bây giờ là chị nhận của bé không? Em cứ cầm về đi, khi nào em đưa cái chỗ mà cái giấy này ký nhận cho đây, đưa cho chị. Chị ký cái này, chị không nhận, mà khi nào chị phé chị ra. Bây giờ chị mệt chị không ra, mà chị cũng không nhận. Khi nào chị phé chị ra, chị báo trước cho 2-3 ngày chị ra. Thì bây giờ thế này này, người được mời làm việc và chị kết quả là chị không nhận giấy mời, không ký nhận, chị ký vào cái giấy mời không ký luôn. Chị cũng không ký mà cũng không hả ấy hết. Cho nên bây giờ hả, muốn cần đợi chị khỏe xong rồi hả, chị báo cho 2-3 ngày chị ra. Dạ rồi. Bây giờ chị mệt lắm, chị không muốn cãi với em, cãi hơi nữa mệt. Chị không có thời gian nữa. Em không cãi đâu, chẳng có gì đâu. Tại vì cái nét mặt của em với lại cái thái độ của em, em nói chuyện với một người dân mà em càng nghinh càng nghinh. Chị đi kinh tế khi nào? Rồi hả, tôi là dân hả, khóa rẫy ở đây, tôi quá rành chị, rành cái nào? Chị không nhận được em, đưa về. Nếu mà lịch sự như vậy thì nói cho làm gì? Lịch sự với chú hả, chú Thịnh? Thì nói để làm cái gì? Đây, chú Thịnh cũng là một công an, một an ninh, tỉnh. Nếu mà chị không nhận được em cần mời về, sẽ coi tình trạng sức khỏe của chị như thế nào, khỏe thì em sẽ mời xong nhé. Để nó đi, khi nào chị khỏe, rồi chị đi. Còn bây giờ chị mà chị không muốn nói chuyện với tụi bay nữa, nói thẳng là vậy. Chị đang nghĩ nè, em xin phép về. À. Em chào gia đình luôn. Tụi bay, ta nói như vậy nè. Nói mai mốt á, đừng có để các em này vào mất công bức xúc của người dân nha, mất công bức xúc của người dân ha. Em Thịnh nói chuyện rất là lịch sự, rất là lịch sự. Chị không bắt tay với em, chị bắt tay với mấy người này đó. Mai mốt nhiệm vụ, nhưng mà nói chuyện là hỏi đi kinh tế về nào, giấy tờ đâu, 42 năm rồi ha, 42 năm rồi mà hỏi với cái thái độ đó thì có quá mất lịch sự không? Thôi được rồi. Hả? Tao đi kinh tế giờ nào á, đâu có cần gì tụi bay phải vào đây, tụi đi qua bên Hòa Bình tụi hỏi tao đi kinh tế giờ nào thôi. Biết không? Mà thái độ rồi là tao em ở đây em làm rẫy em biết em lạ lắm gì chị. Thôi chào chị nhá, chị nghỉ khỏe. Ăn nói mắc dậy, nói với người dân vậy thì quá mắc dậy. Đó.